Bây giờ mình đã tới khách sạn Sirion. Mình đi vô sẵn khách sạn để mình lấy chìa khóa mình lên phòng nha các bạn. Ở sau là phía bằng sáng nha. Ơ mày đưa tao đây đây đây. Có nước không? Ra ra uống nước đã rồi đó. Nước hello nha, hello. Đây có phục vụ nước nước trà, nước cam gì đây. Một ly nước khá là ngon. Thơm mùi, mùi thơm mùi xả. À, được chào đón mình khi mình vô khách sạn nha. Ngon quá. Mình đi theo hướng dẫn này. Trong khuôn viên này khá là đẹp nè. Đây hướng mũi tên nè. Hướng mũi tên chỉ cái căn phòng của mình từ 101 đến 149. Hướng bên này. Cái sảnh lâu rơ nè. Đây qua đây chờ thang máy khá là đông. Đây mình quyết định đi bộ hay là mình đi đi thang máy? Đi bộ, đi bộ đi. Đi bộ, đi bộ. Khá đông. Đó rồi. Đi với gọi đúng phòng bên đó đẹp hết đây. Đây các căn 119. Vô. Rồi mình sẽ đi vô phòng mấy bạn. Chào với chồng mình. Rồi kiếm cái đây. Thẻ đâu? Thẻ đâu? Lấy thẻ chọt vô. Lên nữa ha. Thẻ có thẻ. Bây giờ mình sẽ gắn cái thẻ vô đây. Gắn thẻ đây đó, bật điện lên. Đấy, sáng rồi. Khi mình đi vô cửa mình sẽ đút cái thẻ vô đây. Đút cái thẻ này vô trọt xuống đây rồi mình mới mở điện được nha. Không có thẻ này gắn vô đây là không có mở điện được. Xong rồi mình đóng cửa lại. Đấy, đóng cửa lại chỗ này mình khóa qua chốt này. Không có mở được nha. Ở đây là có một cái thẻ. Cái thẻ này là xin đừng quấy rầy. Cái này đề nghị làm phòng. Cái này là muốn dọn dẹp phòng á thì mình treo cái hướng này ra ngoài để cho nhân viên dọn dẹp sẽ thấy để vô dọn dẹp phòng cho mình. Còn cái này để xin đừng quấy rầy là mình treo cái này ra là không ai cậu cửa ấy của phòng mình. À, đi vô đây là cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh khách sạn resort 4 sao, bạn coi cái resort 4 sao này cảm ơn có cái gì nha. Ở đây, chỗ đây là có một cái máy xếp tóc. Cái máy xếp tóc. Rồi, có hai cái ly. Ly súc miệng nha. Rồi, có này là bằng chải, kem đánh răng. Đây mình trả em răng nha. Đây là cái bàn nước là cái bồn. Đây là cục xà phòng nha các bạn. Xà phòng. Có hai cái khăn mặt. Đây là cái bồn cầu. Giờ tắm khách sạn hay resort 4 sao mà có màn giống bây giờ của em nè. Đó, che cái màn vậy thôi. Giống một của em á. Rồi, trong này có dầu gội đầu, 3 chai dầu gội đầu, dầu gội nè, dầu xả nè, và sữa tắm nè. Chai này dầu xả nè, dầu xả nè, sữa tắm nè,
dầu gội nè, có 3 chai cho mình, cho mình sử dụng cái này. Xăng trên để trên cái lavabo này để mình lau chân các bạn, đem dưới này để mình lau chân dưới này. Đấy, sau đấy lavabo có cái nước không? Nước khỏi. Đi vô trong cái phòng trong này có cái gì đây? Đi vô trong này có cái tivi, mấy cái bàn cái kẹt. Cái này là có giường, hai cái giường nha, quá đã. Trời ơi, ngủ rồi mình nha. Đây có hai cái giường, đây một cái giường một người và cái giường bên kia một người nữa. Là đây có cái bàn trà và hai cái ghế ngồi để uống trà các bạn. Đây để uống trà, đây là có một một số trà resort đã chuẩn bị sẵn với mình, trà xanh nè, cà phê nè, mấy cái này được miễn phí nha các bạn. Có ly uống trà, bình nấu nước này, có mấy ghế này để ngồi uống trà. Trong bàn này có gì không? Trong tủ này không có gì hết. Tủ này đây là cái mini bar, cái tủ lạnh rồi mình, cái tủ lạnh nè. Đây cái tủ lạnh của mình chỉ có hai chai nước à, hai chai nước này được miễn phí luôn, tại vì bây giờ là mới vừa dịch xong á, cho nên quầy mini bar sẽ cái resort chưa có để thức uống gì cho mình, chỉ có để hai chai nước suối, hai chai nước suối này miễn phí nè. Đóng lại. Rồi bên này có gì? Không có gì hết. Có quần áo nha, có quần áo. Đấy, tủ quần áo trong này có hai bộ đồ ngủ nha các bạn, hai bộ đồ ngủ. À, mình sẽ tối mình thay mình sẽ ngủ hai bộ đồ này. Các cái đó có kẹp khá bự. Bên này là cái két sắt nha, bên này các két sắt. Có tư trang gì đáng giá quăng vô đây. Có một cái dù. Cái dù cây. Trong này là có cái gì đây? Đây. À. Cái này là cái giá bạn giá dịch vụ giặt ủi. Khi mà đồ dơ mình sẽ bỏ vô đây nè. Bỏ vô trong cái thùng này. Để giặt ủi cho mình. Đây. Hai cái giường mình đây, mình sẽ ngủ trên giường này nha các bạn. Bên này là có cái đèn, cái đèn ngủ, đây là cái đèn ngủ. Tối mình ngủ thì mình sẽ bật cái đèn ra. Đó, sáng rồi bạn này rồi, sáng rồi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài cái hành lang. Đây, ngoài cái hành lang này là cái view của mình nè, đi ra ngoài đường, ngay mặt tiền đường luôn. Ngoài này thì sẽ có hai ghế cho mình, đây có hai ghế để cho mình ngồi mình ngắm ra ngoài nha, khá là đẹp. Dưới bên này nữa. À, chào buổi sáng tất cả mọi người. À, hiện tại mình đang đứng trước cái resort sau lưng mình nè, đó cái resort đó mình đang ở trong resort này. Bây giờ mình đang vô trong này để mình ăn sáng, ăn buffet sáng. Rồi các bạn hãy theo chân mình nhé, mình đi vô trong nha. Đó, mình đi vô qua cái đường bên này. Ở đây là khá là đẹp. Đây các bạn thấy dừa, cái đường vô cũng khá là đẹp nữa mà. Các bạn nhìn thấy xung quanh là dừa nhiều, giống ở Hawaii không? Đấy, cái resort mình đang ở như thế này. Bây giờ là 7 giờ sáng, ăn buffet sáng từ 7 giờ đến 9 rưỡi. Này, vô đây là cái sảnh với trong. Cái trong sảnh nha.
bên này là quầy reception nè. Đây là cái phòng chờ. Đó rồi mình sẽ đi vô ra phía sau bên này nè. Mình sẽ ăn sáng bên này, phía sau này. Đấy, khá là đẹp nha. Đây là nội khu của resort. Vừa khá là nhiều. Hello. Ăn sáng chưa? Ăn sáng chưa? Rồi, chuẩn bị ăn sáng mà, vô trong này ăn sáng. Nội khu khá là đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô phía sau ăn sáng. Đang có buffet sáng phía sau này, phía trong này. Có sẵn ăn sáng phía trong. À, đi trong cái nội khu này, mình đang tưởng tượng mình đang ở Hawaii. Vừa rất là xanh mát, khá là đã. Bên kia thì có mấy cái nhà, cái resort ở giữa, mái ngói khá đẹp. Ở đây cũng khá rộng lớn. Bên này có hồ sen, hồ ao cá nè. Đây bên này. Ở đây là giờ mới sáng là khá là mát mẻ các bạn. Cái chỗ ăn sáng là chỗ nào đó. Ở đây có mấy cái buffalo. Đây là mấy cái buffalo nè. Đấy. Buffalo. Buffalo là khá là đẹp. Ở đây mình có hai hồ bơi tràn bờ, một cái bên hồ bơi bên này nè. Đó, hồ bơi bên này hiện tại buổi sáng thì có người bơi, và một hồ bơi bên bên này. Một hồ bơi bên này hiện tại là có người bơi rồi. Khá là đẹp. Có hồ bơi bên kia, hiện tại buổi sáng là mọi người đã có bơi xuống đó bơi rồi các bạn. Hồ bơi bên này mọi người đang bơi buổi sáng khá là nhiều. Khá là mát mẻ, hồ bơi tràn bờ, các bạn thấy xanh xanh mát không? Đây là hồ bơi. Bên kia là khu lưu trú, cái này là biển. Mình ở đây có thể đi tắm hồ bơi, đi tắm biển. Bên kia là các khu ăn sáng của mình ăn buffet sáng bên kia các bạn. Và cái bên dưới này á, là mình sẽ đi xuống biển. Coi biển buổi sáng nó đẹp như thế nào. Khá là đẹp nha các bạn. Khá là đã. Chòi và ghế ngồi nghỉ ngơi sau khi mình tắm biển, mình nằm phơi nắng ở đây nè. Mình xuống mình tắm biển, mình lên nằm phơi nắng. Là khách thường thường ở khách Tây nó thích rất là phơi nắng các bạn. Cho nên ở đây, cho nên khách Việt mình cũng phơi nắng, nhưng mà thấy ít hơn những người Tây. Đó, nằm ở đây nè. Đây là bình minh buổi sáng. Mặt trời cũng vừa mới nhú lên các bạn. Đây là bãi biển. Bên kia là có thuyền thúng, có người dân đi đánh cá mới vô bờ. Buổi sáng ở bờ biển này là rất khá là mát mẻ, có thể tắm biển buổi sáng được bạn. Tắm buổi sáng cũng tương đối tắm được. Không nhỏ lắm mà cũng không mạnh lắm. Phía xa kia là cái thầu thuyền đánh cá đang vô bờ. Đấy. Mình sẽ review các bạn thấy cái bãi biển ở Phan Thiết này nó đẹp như nào, khá là trong xanh nha.
mình cảm nhận bãi biển ở đây là xanh sạch hơn bãi biển những nơi khác mình tới. Một vài cái điểm để bãi biển sạch xanh như thế này là do ở Phan Thiết được quy hoạch vô một cái khu resort để cho cái khu resort tự quản, cho nên người dân không có tự ý xuống mà tắm biển ăn đồ xả rác dưới bãi biển như ở những nơi khác, cho nên ở đây là khá sạch sẽ, tại vì ở đây cũng là một cái resort nơi người ta họ kinh doanh, cho nên giữ môi trường rất là sạch nha các bạn. Xa kia là có một cái mỏm đá, cái mỏm nó nhô ra các bạn đó, cái mỏm nhô ra khá là đẹp, hàng dừa xanh mát, mọi người hay ra đó câu cá. Cảm giác ra biển buổi sáng này rất là khoan khoái, bạn nghe gió mát rồi sóng biển đập rì rào, tâm hồn rất là thoải mái, không có xô bồ như ở Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ đi vô ăn sáng ở buffet phía trong này các bạn. Khoảng mới hơn 7 giờ mà ăn sáng khá là đông. Không phải là khách nội trú lưu trú trong resort này ăn sáng ở đây, khách ở ngoài cũng có thể vô ăn ở đây các bạn. Khá là đông, khá là nhiều nha. Phía ngoài này là cũng có bàn để cho mình ngồi nghỉ ngơi. Chưa vô ăn sáng à? Chưa, đang mua quên thẻ. Giờ đang lấy. Chích thẻ bên này đúng không? Bây giờ mình có cái thẻ. Cái thẻ ăn sáng buffet của mình ăn từ 7 giờ đến 9 rưỡi. Đây của cái resort nha. Mình sẽ vô trong này mình ăn sáng. Đây. Thẻ của mình nha. Em rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Buổi sáng khá đông. Đồ ăn ở đây là mình sẽ lấy từ cái này xuống tới cái kia, khá là nhiều, khá là hấp dẫn. Đây là một bài trứng chiên các bạn, ốp la. Anh cho cái này bỏ vô luôn nha, lấy 2-3 người. Có bún riêu. Bún riêu là khá là hấp dẫn, mùi khá thơm. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn nha. Mình đi lấy cái dĩa đồ ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.